thưa quý vị cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn liên quan tới việc một số cơ sở khám chữa bệnh phản ánh về việc có nguy cơ thiếu hụt thuốc chống đông máu điều này dẫn đến nguy cơ nhiều bệnh viện không thể thực hiện phẫu thuật tim lồng ngực protamin sulfat là thuốc hiếm thuộc nhóm chống đông máu không thể thiếu trong quy trình phẫu thuật tim lồng ngực tuy nhiên tới đây lượng thuốc này nhập về việt nam có nguy cơ thiếu do nhu cầu tăng hơn so với dự trù cục quản lý dược khẳng định protamin sulfat luôn được ưu tiên xem xét cấp. Tuy nhiên đến nay thì chưa có cơ sở nào nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho thuốc chứa hoạt chất này. Lý do là do nhu cầu không nhiều, các hãng thường chỉ sản xuất sau khi có đơn đặt hàng. Trong khi đó các cơ sở nhập khẩu của Việt Nam sau khi nhận được dự trù từ các cơ sở y tế và được Bộ Y tế cấp phép thì mới đặt hàng. Do đó nếu việc đặt hàng không chủ động có thể dẫn đến thiếu thuốc tạm thời khi nhà cung cấp thuốc nước ngoài không còn đủ hàng dự trữ trong khi đó nếu chờ sản xuất thêm thì phải mất khoảng vài tháng